Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Trước đó, trong One Piece Rock to Top Tail, tạm hiểu là đường tới Lop Tail, tức hòn đảo cuối cùng đã trên V4, Oda đã công bố mức tiền truy nã của một số rất nhiều nhân vật, chẳng hạn như là Kumako và Okan Banking. Dù vậy thì điều làm tôi chú ý nhất đó chính là dòng công bố mức tiền truy nã của hai cựu thất vua hải là Doflamingo và Kumae. Theo đó, Oda công bố mức tiền truy nã của Doflamingo và Kumae lần lượt là 340 triệu Belly và 296 triệu Belly. Nhưng nếu mức tiền truy nã của Jinbe 480 triệu Belly, Kumako 1 tỷ 374 triệu Belly, Kusabo 602 triệu Belly là cuối hiện tại, thì mức tiền truy nã được công bố của Doflamingo và Kumae là cũ. Tức là ở thời điểm hiện tại, hai cựu thất vua hải này đã bị truy nã với một số tiền khác cao hơn. Bởi cả Ace và Izo đều đã chết, tức mức tiền truy nã không còn hiệu lực nhưng vẫn không hề được ghi chú là cũ hay mới giống như Doflamingo và Kumae. Điều này có nghĩa là gì? Vào thời điểm đó, thời điểm của One Piece Chapter 1053, Bang Moon Run vẫn còn chưa rời Wano Quốc, thì tôi cũng đã có video nói về điều này, về việc Doflamingo đã trốn khỏi Emerald, còn Kumae thì cũng đã được giải cứu. Và tới thời điểm hiện tại, thời điểm Chapter 1082 sắp ra 1083, thì rất vui vì mọi thứ đã xảy ra như tôi đã phân tích. Khi Kumae đã thật sự được nhóm Sabo thành công giải cứu, còn Doflamingo thì cũng đã sắp quay trở lại sân khấu, khi nhân vật này cũng xuất hiện trong trang bìa Chapter 1083 mới nhất, với hình ảnh đầy mới mẻ, đang ngồi đâu đó mà không phải là tầng 6 ngục Emerald. Và chỉ với một cái băng dính nhỏ nhỏ trên tay, cho thấy Doflamingo đã không bị thương tích đáng kể khi cố gắng vượt ngục. Với điều này có nghĩa, các sát thủ mà Doflamingo nhắc tới trước đó đã thật sự đi tới Emerald. Và tôi đang tò mò là liệu rằng Magellan có thật sự ra tay bảo vệ Doflamingo hay không. Nhưng với việc trước đó, Doflamingo đã bị nhốt sau song sát với rất nhiều sợi xích đá biển trên người, thì chắc chắn phải có ai đó hỗ trợ Doflamingo mới có thể thành công trốn thoát. Về cơ bản thì Doflamingo là một nhân vật có rất nhiều vai trò quan trọng trong One Piece, còn rất nhiều đất diễn, nên tất nhiên là sẽ không thể nào có chuyện hắn ta nằm sau song sát cho tới khi One Piece kết thúc cả. Và mọi thứ trong trang bìa chapter 1083 đã chứng minh điều đó. Không những vậy, thời điểm ra video, Doflamingo đã trốn khỏi Emerald, còn Kumae cũng đã được giải cứu. Là ở chapter 1053, Đô đốc Bạo Lục cũng mới vừa tới Wano, Luffy cũng mới vừa lên ngôi tư hoàng và hoàn toàn chưa có thông tin gì về hội Rod, cũng như mất tiền truy nã của Whiskey, Mihawk và Crocodile. Vì thế nhân sự kiện Doflamingo sắp quay trở lại sân khấu, tôi muốn nói nhiều hơn về nhân vật này. Mà cụ thể là dự đoán mất tiền truy nã cũng như Doflamingo có thích tham gia hội Rod hay là vẫn một mình một người đi tiếp. Bữa sẽ sớm thôi, tất cả điều này sẽ được trần trụi trước mắt chúng ta. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống trang trại và bàn luận về chủ đề vô cùng thú vị này. Không giống như nhiều nhân vật khác, cựu thiên long nhân Doflamingo có một mối quan hệ cực kỳ phức tạp với chính quyền thế giới. Vừa yêu, vừa ghét, vừa căm hận nhưng cũng vừa được muốn như họ. Và quan trọng là đang nắm thóp họ. Doflamingo đang nắm thóp Ngũ Lục Tinh và các thiên long nhân. Vì Doflamingo biết được một thông tin bí mật. Ta là đối tượng bất khả xâm phạm trong Merizoi bởi vì ta biết được một kho báu quốc gia vô cùng quan trọng. Sự tồn tại của nó khiến cho cả thế giới này chao đảo. Với chúng, ta từng là kẻ đầu tẩu, người nắm trong tay lá bài tẩy khốn nạn nhất. Vì vậy chưa giết được ta, các thiên long nhân đã bắt tay lại với nhau. Và rồi đến khi sức mạnh của trái OBB của ngươi rơi vào tay ta, ta có thể sử dụng cái bảo vật quốc gia ở Merizoi và chính thức thống trị thế giới này. Doflamingo từng tiết lộ như vậy với Law. Rồi sau đó, sau khi bị Luffy đánh bại, trong khi bị nhốt ở tầng 6 ngục Emerald, Doflamingo đã hỏi Magellan nếu sát thủ tới thì có bảo vệ hắn ta. Và Doflamingo tự hỏi liệu những kẻ ám sát sẽ giết người diệt khẩu để đảm bảo rằng điều đó, kho báu bí mật của Merizoi vẫn sẽ được che giấu. Sau đó Doflamingo tự hỏi liệu có nên tiết lộ nó hay không vì sức mạnh của nó đang giảm dần. Tại sao lại biệt giam ta như vậy? Ta cô đơn quá. Chắc là các ngươi đang bảo vệ cho ta hả, Magellan? Chúng tới chưa? Lũ sát thủ từ trên đó. Có phải chúng đã phái sát thủ tới đây để bịt miệng ta không? Nhằm ngăn ta phun ra cho cả thế giới này biết về kho báu bí mật của Merizoi. Có gì sai khi nói ra những thứ hiển nhiên chứ? Dù sao thì quyền lực chỉ là thứ nhanh chóng suy tàn. Một cái chớp mắt chỉ còn là tàn dư của lịch sử mà thôi. Tôi không nghĩ rằng Oda đã đề cập đến những kẻ ám sát chuẩn bị điều gì. Bởi đối với Oda thì không có chi tiết nào là dư thừa cả. Và Oda cũng đã thường xuyên để các nhân vật cũ quay trở lại có phần lợi hại hơn xưa. Điển hình chính là Buggy với Crocodile. Và tới thời điểm này thì rõ ràng Doflamingo cũng là một trong số đó, trong số các nhân vật cũ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Trước đó, Doflamingo đã được Ngũ Lục Tinh chống lưng cho rất nhiều, khi luôn luôn phớt lờ những hoạt động ngầm của hắn ta, cho dù việc đó là cai trị một đất nước thuộc liên minh chính quyền thế giới, Dressrosa. Bởi vì thời điểm đó Doflamingo là một quân bài đem lại lợi ích rất nhiều cho Ngũ Lục Tinh, kìm hãm sự vực dậy của các quốc gia, buôn bán vũ khí để gây ra chiến tranh, kìm hãm sức mạnh của các tư hoàng bằng cách buôn bán các smite cho tư hoàng Kaido. Và trên hết là để bịt cái miệng, luôn muốn phun ra các bí mật. Nhưng ngay lúc này, thế giới đảo lộn hoàn toàn, khi Luffy đã trở thành tư hoàng và đang ở cùng với tiến sĩ Vegapunk. Và Ngũ Lục Tinh đã trực tiếp thân trình để giải quyết vấn đề. Thì cũng đã tới lúc các vấn đề liên quan tới Doflamingo và các bí mật phía sau đó được tiết lộ. Chắc chắn nó sẽ rất thú vị. Và với việc hội Rod đang cố gắng làm một cách bằng mọi giá để khuếch trương thân thế, để cho càng nhiều người biết thì càng tốt, như việc truy nã ngược lại hải quân. Và hậu quả đầu tiên đó chính là cái chết của Fort Rocktibon. Hội Rod đã lên trang nhất của tờ thời báo kinh tế thế giới thì chắc chắn Doflamingo cũng biết tới. Nếu bạn còn nhớ thì 2 năm trước, Doflamingo từng có ý định mời Crocodile liên minh hợp tác với mình, nhưng có sáu đã thẳng thừng từ chối. Điều đó khiến cho Doflamingo khá là cay cú. Dù vậy thì ngay lúc này, mọi chuyện đã thay đổi.
Bởi cá sấu đã từng muốn đè bẹp Mihawk như một con gián ở Marineford, nhưng hiện tại thì đã trở thành đồng minh, cùng chung một chiến tuyến, bởi cả hai thấy được lợi ích của nhau. Và ý của tôi là khả năng cao, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Doflamingo. Có thể hắn ta sẽ tới đảo Caribari, đại bản doanh của Herod, để ngỏ lời tham gia. Bởi với những gì mà chính quyền thế giới đã làm với mình, thì chắc chắn Doflamingo đang thật sự căm hận thế lực này. Và ban hải tặc Doflamingo cũng đã bị xóa sổ trong sự kiện Dressrosa. Một thân một mình Doflamingo không thể làm được gì. Vì thế hợp tác với Herod là một lựa chọn tối ưu nhất lúc này. Bởi so với các tư hoàng hay là quân cách mạng, thì Herod tiên chiến một cách trực diện với hai quân nhất. Và đó chính là điều mà Doflamingo mong muốn. Đồng thời nếu bạn để ý, dưới trướng các tư hoàng luôn có ba chiêu hay chủ chốt đầy sức mạnh, như là ba tư lệnh ngọt dưới trướng tư hoàng Big Mom, ba ô canh banh dưới trướng tư hoàng Kaido, hay là bộ ba Yasop Lucky Roo Ben Duckman dưới trướng tư hoàng Say Tóc Đỏ, hay là Sanji Jinbe Yoro dưới trướng Luffy. Nhưng dưới trướng tư hoàng Bất Kỳ hiện tại chỉ mới có hai kẻ mạnh là Mihawk với Crocodile, vẫn còn thiếu một chân. Và kẻ phù hợp cho vị trí đó nhất không ai khác đó chính là Doflamingo, một kẻ rất mạnh và cũng là một cựu thất vô hại giống như Mihawk với Crocodile. Như bạn sẽ nói rằng, Doflamingo là một kẻ có Haki Ba Vương nên sẽ không chịu khuất phục hay là chấp nhận đứng dưới một ai khác. Huống hồ chi đó lại là Bất Kỳ. Nếu vậy thì bạn đã hiểu sai bản chất vấn đề. Bữa đây không phải là quy phục mà là hợp tác. Doflamingo hợp tác với Herod vì những lợi ích mà thế lực này mang lại. Giống như Rodan đã từng nói với Aokiji một năm trước. Mày hiểu sai về hải tặc hết rồi, bọn tao không phải là một nhóm ô hợp tầm 5 tầm 7, mà tất cả đều hưởng lợi từ một chí hướng chung. Đó là điều đã khiến chúng tao là hải tặc. Và với một cái đầu trước không biết bao nhiêu là thông tin quan trọng về những bí mật thâm cung bí sử của chính quyền thế giới, chẳng hạn như là kho báu ở thánh địa Mirazoi, thì rõ ràng Doflamingo là một nguy hoại không lường đối với ngũ lô tinh VM. Và mối đe dọa từ Doflamingo đã lớn thì nay sẽ càng lớn hơn sau khi Doflamingo bị ám sát hụt và gia nhập hội Rod. Vì thế, như một lẽ hiển nhiên thì mức tiền truy nã của Doflamingo cũng sẽ có sự thay đổi, một sự thay đổi rất lớn, thật sự lớn. Vậy cụ thể thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu? Ngay trong lần đầu tiên ra khơi, năm 18 tuổi, Bo Hancock đã bị truy nã 80 triệu Belly và nó đã bị đóng băng trong một thời gian dài. Chỉ mới tới đây, khi hệ thống thất vô hại đã bị xóa bỏ, thì nữ hoàng hải tặc mới có một mức tiền truy nã mới cao ngất ngưỡng, 1 tỷ 659 triệu Belly. Một số tiền thật sự ấn tượng nếu chúng ta biết rằng Phường Hồng Marco chỉ có truy nã là 1 tỷ 374 triệu Belly, hay là Okan Banking chỉ là 1 tỷ 390 triệu Belly. Thậm chí một kẻ mạnh như Katakuri cũng chỉ là 1 tỷ 057 triệu Belly. Rõ ràng về khoản sức mạnh, chưa hẳn Bo Hancock có thể chiếm ưu thế trước Katakuri hay Phường Hồng Marco, nhưng tiền truy nã thì lại cao hơn rất nhiều. Nó cho thấy chính quyền thế giới đánh giá Bo Hancock thật sự rất nguy hiểm. Và đối với chính quyền thế giới thì so với Bo Hancock, Doflamingo nguy hiểm hơn rất nhiều khi biết quá nhiều thứ không nên biết. Vì thế mức tiền truy nã của Doflamingo chắc chắn sẽ cao hơn 1 tỷ 659 triệu Belly. Nhưng cụ thể hơn thì như thế nào? Cũng giống như Bo Hancock thì mức tiền truy nã bị đóng băng của Crocodile cực kỳ thấp, chỉ là 81 triệu Belly. Nhưng ngay lúc này, mọi thứ đã thay đổi trong mạch. Cựu thất vô hải Crocodile nhận một mức truy nã khổng lồ, 1 tỷ 965 triệu Belly. Một mức tiền truy nã hoàn toàn xứng đáng với năng lực lô ra mạnh mẽ cũng như một cái đầu mưu mô gian xảo. Điều này có nghĩa là gì? Với những gì mà Crocodile đã gây dựng tiếng vang sau time skip với Herod, hải quân đánh giá Crocodile là một kẻ thật sự rất nguy hiểm. Và thậm chí Ruru còn cho rằng hải quân đã đánh giá quá thấp Herod sau khi công bố mức tiền truy nã. Có nghĩa sự nguy hiểm của Crocodile còn lớn hơn mức tiền truy nã kia rất nhiều. Và so với Bo Hancock hay là Crocodile thì tiền truy nã bị đóng băng của Doflamingo là 340 triệu Belly. Một con số thật sự ấn tượng. Và đây từng là mức tiền truy nã cao nhất vào thời điểm Oda công bố. Kết hợp với những gì tôi vừa phân tích thì rõ ràng, so với hai cựu thất vô hải kia, Doflamingo tỏ ra nguy hiểm hơn. Và tôi cũng đánh giá là mạnh hơn. Và nếu hải quân biết Doflamingo đã gia nhập hội Rod thì mọi thứ sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Tức là theo tôi, mức tiền truy nã của Doflamingo sẽ còn cao hơn cả 1 tỷ 965 triệu Belly của Crocodile. Và tôi nghĩ là nó sẽ cao hơn ít nhất là 200 triệu Belly. Bởi nếu Crocodile chỉ là một hải tặc thuần túy với những hiểu biết không quá sâu rộng về chính quyền thế giới, thì Doflamingo hoàn toàn ngược lại. Doflamingo hiểu biết quá nhiều về thế giới ngầm, về thế giới hải tặc và cả nội bộ chính quyền thế giới. Dù sao thì việc Doflamingo đã vượt ngục thành công sẽ làm cho mọi thứ trở nên sôi động hơn rất nhiều. Bữa theo tôi được biết thì Doflamingo cũng có một lượng fan hâm mộ không hề nhỏ chút nào. Hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.